Đó, bây giờ á các anh chị em nhìn vào những kẻ mà kêu là đấu tranh nhân quyền cho việt nam rồi họ được đi qua bên nước ngoài đó họ được đi qua đức đi mỹ đi úc đi canada đó những kẻ đó sống trong cái cuộc sống như thế nào bạch hồng quý nó đi qua bên canada đó nó bị phụ nữ đánh nó như thế nào đó thằng lê văn sơn đi qua mỹ đó khoe là mình được rửa chén đó quý vị thấy chưa? đó trong khi ở Việt Nam được đi làm ở trong công ty, bận đồ vét bận đồ áo sơ mi, Ủi thẳng tóc và đi ra đường được bao nhiêu người khen ngợi à, con của bà này, con của ông kia nó học đại học xong, nó được đi làm công ty, nó được đi sống trong cái môi trường dân trí cao, cái không các anh chị nở mặt nở mày mẹ cha, đó bản thân của mình đi ra đường mình cũng ngẩng cao đầu còn bây giờ đi qua Mỹ làm gì Ngồi rửa chén mà cũng bỏ lên khoe Nó ngu đến mức độ mà trời ơi Cái đó mà nó cũng bỏ lên nó khoe nữa quý vị Đó để cho người ta chụp lại Và người ta đưa ra cái hình ảnh nó bận bộ đồ vét đẹp như thế nào Rồi lại bận cái yếm để mà đi làm Đi đi rửa chén xấu xí như ra sao Nhục nhẽ như thế nào Đến mức độ đó đó quý vị đó đó rồi tới viên luật sư bùi kim thành thì an nhiên nhắc tới nhắc lui hoài tại vì cái người này cũng giống như là một trong những người mà gọi là ấn tượng để cho chúng ta thấy tại vì bà ta ở việt nam được khi bà ta ở việt nam bà ta là luật sư bà ta được tôn kính bao nhiêu đó, đến khi bà ta qua Mỹ bà ta trở nên khùng điên để cho chúng ta thấy được cái kết của bà ta nó đắng bấy nhiêu quý vị là một luật sư được tôn kính tại Việt Nam bây giờ đi qua Mỹ khùng khùng điên điên đó cầm đi lượm lon mà nó là đồ nay để đấu tranh chống phá à, cho đấu tranh kiếm tiền để đưa cho tổng thống là tổng thống về à, chống phá lại cộng sản việt nam này nọ khác kia thấy cái lời nói càng lúc càng điên rồ không nó tại vì bà ta bị khủng hoảng bà ta cũng ăn cái bánh vẽ đó chờ đợi giống như những người này cho nên là bà ta bị bấn loạn tâm trí à, nó vẽ cho bà ta một cái bánh quá to à, bà vệ bà qua bên mỹ bà cãi à, một cái uh, một cái vụ án bà có tới triệu đô Hay vài trăm ngàn đô Còn ở Việt Nam bà sống cả đời Bà không kiếm được tiền tỷ như thế nào đó Bla 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 à, Cái bánh vẽ của chúng nó là như vậy Nhưng mà nó không có nói cho bà ta biết là bà, bà qua Mỹ bà phải đi học lại tiếng Anh Bà qua Mỹ bà cũng phải Đi học lái lại bằng cấp luật sư Bà qua Mỹ bà cũng phải Đi học lại uh, luật Tố tụng hình sự của Mỹ Nó không có nói cho bà cái điều đó Đó nó nó chỉ nói là làm luật sư ở bên mỹ cải kiếm được nhiều tiền chứ nó không nói là bà bà qua đây bà phải học lại đó bởi vậy cái bánh vẽ cái lừa dối của tụi nó là như vậy đó quý vị đó, rồi bây giờ trần thị nghe thấy chưa đi qua bên này dẫn cả đại gia đình qua bên này đó, ghi trong này là cái gì đây à, cả gia đình già trẻ lớn bé sống cảnh không có giấy tờ một À, cuộc sống của một gia đình bốn người hai trẻ con một người già và một nhân vật chính đó là trần thị nga đó các anh chị thấy chưa hoàn cảnh y chang như con nguyễn ngọc như quỳnh con nguyễn ngọc như quỳnh cũng là nó với lại mẹ nó với lại hai đứa con của nó đó các anh chị thấy không cha mẹ cổ xí cho con cái làm những cái việc tán tận lương tâm bán rẻ lương tâm để rồi rồi á hả trà đạp đất nước Bây giờ qua bên này nhận lấy những cái quả báo hết Cái kết rất là đắng luôn Đắng không thể nào đắng hơn nữa Đó Đúng rồi đó Tây Nguyên bà Kim Thành đã từng nói là à, Nói tiếng Mỹ thì sợ người Mỹ không hiểu Thì đúng rồi bà nói Bà nói mà bà còn không hiểu nữa Sao người Mỹ hiểu được Đúng không nó thật cho an nhiên qua mấy mấy chục năm á an nhiên có đâu có được à, vô trong trường học hết à, tiếng anh đâu quý vị đó an nhiên vì cái cuộc sống mưu sinh của mình phải đi làm rồi kiếm tiền trả bill rồi à, gia đình nữa cho nên là An Nhiên chị nói An Nhiên không có hổ thẹn đâu, An Nhiên nói thẳng luôn An Nhiên chị nói bập bẹ tiếng tiếng Anh thôi, chị đủ vốn liếng để cho mình kiếm tiền nơi đất khách quê người thôi. Còn cái cái phát âm của An Nhiên rất là còn Việt Nam. Đó nhưng mà mình nói được có một cái là người Mỹ họ cũng thông cảm và họ cũng hiểu. Đó thì như vậy thì mình cũng có thể mình kiếm tiền mưu sinh ở đất khách quê người được rồi đúng không chứ cũng không có cần phải mà phát âm chuẩn à, thật là chuẩn của tiếng Anh đâu tại vì mình đâu có được à, ăn học à, à, hết à, chương trình ở bên Mỹ đâu tiền đâu mà ăn học quý vị đúng không mình lo mình làm mình kiếm tiền cho cái cuộc sống của mình nữa Đó, như an nhiên còn trẻ như thế này mà còn không có điều kiện học nữa thì như bài Kim Thành thì thì như thế nào quý vị cũng phải tự tự mà hình dung ra được đúng không? Đó nên là bà ta qua bên này bà ta bị sốc rất là nặng bùi kim thành á bị sốc rất là nặng những người trí thức ở việt nam đa phần đi qua mỹ họ bị sốc về vấn đề tâm lý của họ tại vì sao tại vì cái hai cái hình ảnh nó rất là trái ngược nha quý vị nha các anh chị em trái ngược như thế nào là khi họ ở việt nam họ ăn học họ bước ra đường họ được người này khen ồ con của người này con của người kia con ông e con bà b được học thành tài học đại học đúng không khi con của các anh chị em được vô đại học mình rất là tự hào và mình đi khoe khoang đúng không thì cha mẹ của những người này cũng vậy họ cũng sẽ đi ra ngoài nở mặt nở mày với sớm giềng ờ à, con tôi học xong đại học và được làm luật sư, được làm bác sĩ, được làm cho công ty này, công ty trách nhiệm hữu hạn này, công ty trách nhiệm hữu hạn kia, đúng không? nghe nghe rất là tự hào, đúng không? các anh chị em, cha mẹ mình cũng tự hào mà bản thân mình cũng tự hào. nhưng rồi vì một chút lòng tham đó, vì một chút lòng tham không thể kiểm soát được bản thân mình đó, đến khi mà làm việc có lỗi với quê hương tổ quốc rồi đó, đi qua được mỹ được một thiên đường vài ba tháng đầu được tụi nó tung hô đó rồi á, được hưởng vài đồng tiền đô tại vì họ quy ra tiền việt họ thấy trời ơi 500 đô tự nhiên ở việt nam đi làm cả tháng trời mới có được 10 triệu mười mấy triệu qua bên này tự nhiên nguồn không cũng được 500 đô họ cảm thấy đó là lớn chứ họ nào ngờ đâu 500 đô hoặc một ngàn đô ở bên mỹ nó chỉ giống như 500 ngàn và một triệu ở Việt Nam họ đâu có nào ngờ đâu được cái 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 vật giá là như vậy đâu quý vị họ cứ tính tiền Việt Nam họ nghĩ là 1.000 đô được 23 triệu còn ở Việt Nam họ cày hoài không dư được 23 triệu họ nghĩ là như vậy cho nên họ họ bị rối cái điểm đó rồi đến khi á họ đi ra ngoài họ dùng 1.000 đô họ tiêu xài và họ mới vỡ lẻ một ngàn đô đó phải dùng 500 đô 600 đô 700 đô để mà cho mướn cái nhà rồi phải dùng tới một trăm rưỡi đô để mà có được cái điện thoại để mà xài để có tiền livestream để nói xấu à, người này nói xấu à, à, xuyên tạc cái kia đúng không bán rẻ lương tâm đó họ nào ngờ một ngàn đô đó xài tích tắc trong vòng chỉ vài ba ngày hết sạch chứ không giống như ở việt nam 23 triệu đó các anh chị em xài thoải mái sau đó mình vẫn còn dư được vài triệu cuối năm mình dư được vài chục triệu mình bỏ ra hai chục triệu mình đi du lịch thái lan mình đi du lịch malaysia mình đi du lịch singapore mình vẫn còn dư được ba chục triệu bốn chục triệu gì đó để mà phòng thân hoặc là để sánh vàng đúng không các anh chị em đó các phụ nữ nè chuyên gia đi làm một tháng dư hai ba triệu cái cuối năm sánh vàng đeo Đúng không các anh chị? Đó là điều thực tế diễn ra ở Việt Nam Hay nhiên mến chào thơ quan Mến chào lại các anh chị em nhé Còn ở bên này thì sao? Một ngàn đô chỉ xài vài ba ngày là đã hết rồi các anh chị em hả à, Họ vẫn còn quy ra tiền việt nên họ cầm một ngàn đô trong tay họ thấy nhiều Nhưng mà đến khi họ xài tiền Thì họ mới cảm thấy vỡ lẽ Ừ, cái cô An Nhiên đó nói đúng đó một ngàn đô ngày trước mình nghe cái cô đó nói một ngàn đô giống như giống như triệu hai hàng triệu mình nói cái cô đó ngu nhưng mà cuối cùng bây giờ mình qua đây mình cầm một ngàn đô mình xài vài ngày nó hết vậy là cái cô đó không có ngu cô đó nói đúng đúng không đó là như vậy anh nhiên anh nhiên ví dụ dí dỏm là như vậy đó Các, mấy người mấy mấy em ở dưới mấy em thanh niên ở dưới á cứ đi theo cái bánh vẽ mấy em ở ngoài đấu trường nè tại vì an nhiên có xe bài ở ngoài đấu trường cho nên là chị an nhiên nói cho mấy em ở trong đấu trường á mấy em tham gia vào những cái trò những cái trò tiêu khiển của những kẻ chống phá đất nước mình á đó mấy em hãy nghe chị An Nhiên nói Và các em nhìn lại những nhà dân chủ cội Những nhà đấu tranh chính trị Như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Như Trần Thị Nga Đó đây là chị An Nhiên nói Thật tâm thật lòng thật dạ Những cái điều thực tế Và họ những những người trong phe của mấy em đó Bây giờ họ đang bọc bạch vạch trần những cái sự dối trá của những kẻ đưa ra cái thiên đường vẽ ở bên này đó những năm về trước, chị An Nhiên đã chia sẻ với lại các em và các cô chú anh chị em là 5.000 đô cũng giống như 5 triệu là như thế nào. An Nhiên có một cái lý do của An Nhiên. Đó, giống như 1.000 đô là giống như 1 triệu là như thế nào. Là tại vì 1.000 đô sử dụng vài ngày là hết rồi các anh chị. Đi ra trả tiền điện thoại 1 rưỡi đô, đúng không? Đổ một cái bình xăng 50 đô. Thấy chưa là hết 200 đô Đi chợ một phát thôi là 2-300 đô Đó là đứt hết phân nửa rồi đó, à, Còn phân nửa còn lại làm gì Trả tiền điện Trả tiền bảo hiểm Rồi trả tiền nhà Trả tiền xe Không đủ nó 1.000 đô tích tắc vài ba ngày Quay 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 lại hết sạch liền à, Vì sao anh nhiên ví Một 000 đô như một triệu là như vậy nó không có phải là 1.000 đô như 23 triệu đó. Quý vị và các anh chị em cùng cùng các em nhỏ Hãy ngồi nghe nghe An Nhiên phân tích mà mà ngồi mà suy ngẫm đi đó, đừng có nghĩ 1.000 đô như 23 triệu 23 triệu với lại 1.000 đô nó khác sao vời vợi nha các anh chị 23 triệu ở Việt Nam á Mình làm ra 23 triệu mình xài được cho là xài 8 triệu luôn vẫn dư 15 triệu một năm vẫn dư trên 100 triệu nhưng mà an nhiên cho là một năm quý vị dư 50 triệu thôi 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 cho là dư 40 triệu thôi là một tháng một tháng dư 3 triệu một năm dư 40 triệu ba mấy triệu 40 triệu quý vị bỏ ra 15 20 triệu đi du lịch nước ngoài vẫn thoải mái đó an nhiên chỉ cho đi Thái Lan có 7 triệu đi du lịch ba nước Uh, Malaysia, Singapore, rồi Thái Lan về đó. Nguyên trọn gói khoảng chừng 10 triệu hơn. hôm Qua đó ăn xài nữa khoảng 20 triệu. 20 triệu thôi là có chuyến du lịch nước ngoài cho một năm cày uh, mệt mỏi. Còn ở bên Mỹ, 1.000 đô quay tới quay lui, tức tắc hết. Sử dụng hết liền. Đó, nên những nhà đấu tranh dân chủ cùi qua bên này, họ bị sốc. Họ bị sốc vì là cái, cái số tiền đó nó không có sử dụng tương xứng như họ họ đã từng ấp ủ trong tim họ trong lòng họ một cái bước làm giàu không khó như vậy họ nghĩ qua Mỹ được nhà lầu xe hơi được tiền đô được sống cuộc sống sung sướng nhưng cuối cùng cái sự sung sướng đó nó phải trả giá bằng cả những cái khoảng thời gian thanh xuân. An Nhiên đã trải giá hơn 20 năm thanh xuân của An Nhiên tại tại nước Mỹ này, cho nên là những gì An Nhiên chia sẻ nó đều là thực tế và sự thật là những cái mà An Nhiên đã trải qua đã chứng kiến và An Nhiên không muốn làm mai một đi tương lai của bất kỳ ai ở Việt Nam, cho nên là cái sự chia sẻ của mình nó sẽ có ích cho tất cả các bạn các anh chị em đừng nghe theo những lời của những kẻ mà chống phá đất nước Việt Nam mình ở nơi đâu cũng phải làm đó Trần Thị Nga đã thốt lên những cái lời đó rồi các anh chị thấy chưa? Đó, Trần Thị Nga ghi đó là nước Mỹ là Mỹ là thiên đường của người này và là địa ngục của người khác đúng không? Đó Trần Thị Nga đã bộc bạch những cái điều đó y chang như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh <laughs> thơ quan thì nó cũng phải nó có được nhà lầu xe hơi thì nó cũng phải đi cày tới 11 12 tiếng ít nhất trong một ngày mới có được cái nhà, tiền để mà mua mua những cái đó bằng bằng cái sức lao động của nó nó mới có được chứ thơ quan đúng không? Còn nó không lao động thì nó ngồi nó sẽ được ở trong những cái căn tròi giống như uh, các anh chị em chia sẻ đó giống như phượng Cali chi nó không có mà chịu đi làm á thì làm sao nó có được những cái thứ đó. Đúng không các anh chị em? Thì đúng rồi đó, nãy giờ chị Nhiên có chia sẻ đó em Yến Ly, đó là Trần Thị Nga á, à có chi, có có viết thêm vài cái status mới đó là chị Nhiên có chia sẻ rồi là ghi là Trần Thị Nga ghi á, là chiếc bánh vẽ tự do dân chủ à, Để anh Nhiên chia sẻ mạnh cái này cho quý vị, quý vị coi luôn đó là Chiếc bánh ghi vào ngày 27 tháng Giêng Mới đây này nha các anh chị là Chiếc bánh vẽ tự do dân chủ và nhân quyền Nó cũng như cái bánh vẽ thiên đường xã hội chủ nghĩa Của bác trọng xứ cộng sản mà thôi Đều là giả tạo lừa bịp đẩy biết bao nhiêu người dân vào cảnh tù đầy, gia đình ly tán. Cái câu này á An Nhiên phải phân tích. Nó nó nó, nó thấy rõ hơn. Ok. Ở Việt Nam không có bánh vẽ. Ở Việt Nam á bác trọng luôn, khuyến khích người dân lao động là vinh quang. Đó, bác trọng cũng như bác hồ. Đó, rồi các bác khác Luôn luôn khuyến khích người dân lao động là vinh quang chúng ta có lao động chúng ta mới chung tay xây đắp được tương lai của mình cho nên á những nhà đấu tranh dân chủ này làm ơn phải hiểu rõ việt nam không có cái bánh vẽ việt nam luôn luôn khuyến khích người dân lao động kiếm tiền bằng cái cái cái, cái cái sức lực của mình bằng cái năng lực của mình đó chứ chưa, chưa bao giờ mà việt nam ở việt nam vẽ cho các bạn cái bánh vẽ giống như ở bên này ở những người ở việt nam không bao giờ dạy cho các bạn là ăn ngồi không cũng có nhà lầu xe hơi đúng không quý vị đó bác hồ cũng nói lao động là vinh quang người à, tuổi nhỏ sẽ làm việc à, hãy làm việc nhỏ đó người những người lớn thì làm việc lớn mà mình tuổi nhỏ làm việc nhỏ đúng không bác luôn khuyến khích nông dân lao động đúng không bác khuyến khích nông dân dựng xây nước nhà chứ bác không bao giờ nói là bác sẽ cho các bạn các anh chị em cho nhân dân cái này cái kia mà không cần phải đi làm cái câu này á, là câu mà trần thị nghe cần phải hiểu rõ và cần phải nhớ lại đúng không À, những kẻ bên này vẽ cho Trần Thị nghe cái bánh vẽ thôi chứ Việt Nam không ai cho nghe ăn bánh vẽ đó cả Việt Nam á, cho cho nghe cái kiến thức để nghe biết suy nghĩ nhưng mà tại vì nghe không biết suy nghĩ nghe tham lam nghe nghe lười biến lao động nghe muốn có tất cả mà nghe không muốn lao động cho nên nghe có ngày hôm nay nghe nghe nói là ở ở xứ cộng sản chứ có cái bánh vẽ là nghe sai cái câu này là nghe nên tự tự trách lại mình và nghe tự phải xin lỗi xin lỗi đất nước xin lỗi quê hương xin lỗi tổ quốc xin lỗi đồng bào nghe cần phải có những cái điều đó và nghe cần phải xin lỗi mẹ cha của nghe nữa xin lỗi hai đứa con của nghe đã đi theo nghe qua bên này đúng không các anh chị em đó trần thị nghe cần phải xin lỗi mẹ của nghe nè trần thị nghe cần phải xin lỗi hai đứa con của mình tại vì á chính bản thân của trần thị nghe đã đưa hai con của nghe qua bên này đó để cho nó vô tình trở thành tội đồ của dân tộc theo cái bước theo cái cái tiếng tâm của nghe nghe cần phải xin lỗi con mình đó có cảm thấy là mình có lỗi với nó ở điểm nào chưa đánh mất tuổi thơ của con mình vì cái sự tham lam của mình nghe nghĩ là nghe dẫn con của nghe qua đây để để con của nghe có được tương lai nhưng nghe không có nghĩ là con của nghe phải mang tiếng là mang cái tiếng xấu chung với nghe là phản bội quê hương tổ quốc đó mang cái tiếng xấu chung với nghe là vong nô vô tổ quốc đó cho nên người mà nghe cần phải xin lỗi là xin lỗi rất 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 nhiều người đó là xin lỗi cha xin lỗi mẹ xin lỗi con và xin lỗi quê hương tổ quốc xin lỗi đồng bào và xin lỗi luôn chính bản thân của mình đó là đó là cái lời khuyên để, để, để những kẻ mà đã đấu tranh nhân quyền dân chủ đó nhưng mà nói đúng ra là quý vị chỉ đấu tranh cho cái sự ích kỷ cá nhân của mình chứ không có đấu tranh cho ai cả quý vị đội cái lốt đấu tranh như vậy thôi đem cái lý do đó thôi chứ quý vị tham lam ích kỷ cá nhân lười biếng đó cho nên đó là quý vị phải tự kiểm điểm lại mình đừng có than thân trách phận tiên trách kỹ hậu trách nhân ok bản thân của mình gây ra mình phải gánh chịu những cái hậu quả đó và mình nên làm một cái điều gì đó để xin lỗi lại những người thân của mình mà mình để họ liên lụy hai đứa nhỏ con của trần thị nghe cũng như con của nguyễn ngọc như quỳnh chúng nó các bé đó là những đứa vô tội đúng không nhưng vì cái tiếng tâm của người mẹ đó làm cho cả tương lai của con cái của họ mất đi cái tuổi thơ nơi đất nước việt nam thân yêu an nhiên qua mỹ năm an nhiên trên 20 tuổi mà đến tận bây giờ mình sống hơn nửa đời người mình vẫn không thể nào mà mình quên được tuổi thơ dữ dội của mình ở việt nam cả tuổi thơ của mình ở Việt Nam khi đất nước nghèo chứ không giống như tuổi thơ của con của nghe khi đất nước đã phát triển đâu đó tuổi thơ của An Nhiên khi đất nước rất là nghèo xung quanh nhà cửa mọi người còn sử dụng đèn dầu nữa kìa đó rồi đêm đêm nghe những người á gõ uh, gõ những cái cái đồ bán hàng rong đó họ đi họ bán bánh chân bánh giày họ bán bánh mì đó rồi á mình nghe những cái điều đó tuổi thơ của anh nhiên rất là dữ dội đó là những cái chuỗi ngày tuổi thơ mà đến khi mình nhắm mắt mình vẫn còn cảm thấy nó đẹp nó nó đẹp không thể nào mà có được tại nơi xứ mỹ cả